Thầy Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 9 tháng 10 2019. Rất vui vì được gặp lại quý khách trong video clip này. Ngày hôm nay thầy Luân xin trân trọng giới thiệu với toàn thể khách hàng một sản phẩm, đó là chiếc tủ rượu góc bằng gỗ hương đá hàng VIP được thầy Luân chúng tôi vừa hoàn thiện xong theo đơn đặt hàng của một bác khách hàng, một chú khách hàng, đó là chú Quế. Chú Quế chú đến từ Long Biên, Hà Nội, và trước đây chú đã đặt của Thành Luân chúng tôi một số các sản phẩm, ví dụ như các bộ bàn ghế ăn hàng siêu khủng, cộng với rất nhiều các sản phẩm khác. Ngày hôm nay có hai sản phẩm này Thành Luân sẽ giới thiệu với quý khách, và sau đây xin mời quý khách cùng theo dõi và xin mời. Vâng, trên màn hình quý khách đang thấy đây là hai chiếc tủ của chú Quế đến từ Long Biên, Hà Nội mà chú đã đặt hàng Thành Luân. Ngày hôm nay Thành Luân hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng và chuẩn bị đi bàn giao cho gia đình nhà chú Quế ở Long Biên, Hà Nội. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết. Trước tiên là chiếc tủ rượu góc bằng gỗ hương đá hàng mẫu đặt theo yêu cầu của chú Quế, đó là mẫu hoa lan tây cổ điển rất đẹp, đường nét đục chạm rất sắc sảo và tỉ mỉ. Đây là cái mẫu đục lối, là lối hoa lan tây rất đẹp. Và phía bên cạnh đây là một chiếc kệ. Chiếc kệ của chú là cũng đục theo đúng cái lối mẫu hoa lan tây cổ điển rất đẹp. Hai sản phẩm trên được làm bằng chất liệu gỗ hương đá. Thành Luân chúng tôi là vừa hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng, chuẩn bị đi bàn giao gia đình nhà chú Quế. Và clip quý vị đang xem Thành Luân đang quay trực tiếp tại cơ sở 1 của đồ gỗ Thành Luân, nằm tại đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và cách cơ sở 1 chúng tôi là xưởng sản xuất nằm tại làng nghề mộc thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Ở đây chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết của chiếc tủ rượu trước. Chiếc tủ rượu này phần có một ngăn kéo. Một ngăn kéo. Ở phía trong đường nét là đục rất tinh xảo, sắc nét. Hàng rất dày dặn. Phía trong dày dặn đẹp từ trong ra ngoài. Các sản phẩm của Thành Luân tôi là luôn luôn mang lại một cái tính đặc trưng riêng biệt cho người chơi, và nó không giống một đơn vị nào hết. Có một cái kiểu dáng và đường nét luôn luôn là đặc trưng, không giống ai cả. Vì vậy là khi quý khách hàng sở hữu các sản phẩm của Thành Luân là luôn luôn là có một cái sản phẩm nó độc quyền. Sản phẩm độc quyền. Sinh ra và chúng tôi là đời thứ hai làm đồ gỗ, và đến đời tôi là đời thứ ba làm đồ gỗ. Tôi đang lắp bóng điện cho chiếc tủ góc của chú Quế đến từ Long Biên, Hà Nội. Rất đẹp. Chiếc tủ góc của Thành Luân là góc vuông 60 và chiếu cao, chiếu tất cao chúng tôi khẳng định là sẽ cao hơn các hàng của thị trường rất nhiều. Đấy, thì nó sẽ mang lại cái dáng ghế, một cái dáng tủ nó rất đẹp. Bình thường thì nó rất thấp thôi. Đấy, như cách thấy ở trên thị trường các cái dáng tủ nó rất thấp, nó cực thấp thôi, nhưng mà riêng của Thành Luân là cái dáng tủ nó rất cao và đẹp, rất đặc sắc. Và tiếp theo là chiếc kệ. Chiếc kệ là có kích thước chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của chú, là kích thước là dài và rộng cao làm theo yêu cầu. Mặt này chúng ta còn một kính ở đây nữa. Mặt rất đẹp. Và cái hồi là chúng tôi cũng đục gỗ hoa lan tây. Hoa lan tây rất đẹp luôn. Rất đẹp và rất dày dặn. Chú Quế là một khách hàng, chú rất ưa chuộng về các cái mẫu tân cổ điển. Hôm trước thì chúng tôi cũng đã bàn giao cho chú một bộ ghế ăn gồm có 10 ghế, một bàn và một ghế chủ bằng gỗ hương đá rồi. Ngày hôm nay tiếp tục là bộ sản phẩm trên. Chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu để mẫu mã kích thước của loại gỗ. Khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thành Luân theo hai số điện thoại là 0967110389 hoặc 0972770888. Chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã kích thước của loại gỗ. Và ngoài ra, mọi ý kiến đóng góp của khách hàng đối với Thành Luân thì khách hàng vui lòng bình luận dưới video clip này để Thành Luân tôi sẽ được hoàn thiện hơn, và tôi luôn luôn lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của khách hàng đã góp ý. Và xin chân thành cảm ơn quý khách hàng. Khách hàng yêu quý Thành Luân thì hãy đăng ký kênh để liên tục nhận được các thông báo mới nhất về các sản phẩm mà chúng tôi cập nhật hàng ngày. Và thay mặt Thành Luân xin chân thành cảm ơn, và chúng tôi xin được tạm dừng video clip tại đây, và xin chào hẹn gặp lại khách trong những video clip sau.